Ý thứ hai là nguyên tố hóa học. Hai nhỉ? Nguyên tố hóa học. Chúng ta đã biết là các nguyên tử cùng loại thì đều có cùng số proton trong hạt nhân. Và tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân thì được gọi là nguyên tố hóa học. Vậy nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại. Có cùng số proton trong hạt nhân. Chính vì thế cho nên số proton chính là số đặc trưng của một nguyên tố. Số đặc trưng của một nguyên tố hóa học. Mỗi nguyên tố học có số proton riêng. Và những nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học thì có tính chất hóa học như nhau. Ba, ký hiệu hóa học. Có nhiều nguyên tố hóa học và người ta biểu diễn mỗi nguyên tố bằng một ký hiệu hóa học. Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một ký hiệu hóa học. Ký hiệu hóa học gồm một hoặc hai chữ cái. Và người ta quy định chữ cái đầu tiên thì viết theo kiểu chữ in hoa. Còn chữ cái thứ hai nếu có
Viết dạng chữ thường. Ví dụ. Ký hiệu hóa học của nguyên tố hydro. Là nó chỉ có một chữ cái và chúng ta phải viết nó ở dạng chữ in hoa. Ký hiệu hóa học của nguyên tố canxi. Là C A. Ở đây ký hiệu hóa học của nguyên tố canxi có hai chữ cái, thì chữ cái đầu viết dạng chữ in hoa, còn chữ cái thứ hai phải viết dạng chữ thường. Nếu các em viết không đúng quy định thì là sai ký hiệu hóa học. Thế nhìn vào ký hiệu hóa học thì chúng ta biết là ký hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố. Ví dụ ký hiệu là H là biểu diễn nguyên tố hydro. Đồng thời nó chỉ một nguyên tử hydro. Còn ký hiệu Ca biểu diễn nguyên tố canxi và chỉ một nguyên tử canxi. Ký hiệu hóa học biểu diễn nguyên tố. Và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó. Thế trường hợp nếu chúng ta muốn biểu diễn hai nguyên tử canxi thì chúng ta sẽ viết số 2 đằng trước ký hiệu hóa học của canxi. Hoặc nếu muốn biểu diễn 5 nguyên tử hydro thì chúng ta viết số 5 trước ký hiệu hóa học của hydro.